Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng nhôm Topan, cửa nhôm đồng bộ kính nước chống ồn, một sản phẩm của tập đoàn Outdoor, thương hiệu quốc gia. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận trân trọng cảm ơn nhãn hàng, công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Hiếu, dạ em 26, đến từ Long An, Cần Giuộc. Công việc của Hiếu là gì? Dạ, em hiện đang làm tài xế. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả khán đài ạ. Em là Phạm Thị Linh Phương, em năm nay 25 tuổi. Em hiện là nội trợ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Hai em quen nhau như thế nào? Và câu chuyện tình yêu của các bạn ra sao? Dạ, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó ở, anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ. Chắc là phải nói là em không có biết diễn tả sao, là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ, mà nghĩa là nhuộm vàng dạ, vàng đó mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét. Trời ơi, vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không, mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là kêu chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị rồi. Dậy thì đó, dạ. Quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm á. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60kg, 6 mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét cuối nào trời cho cuối đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi và đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ đúng rồi, là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm, càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không à? Dạ đúng rồi. Với lại đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng ở dơ ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ông biết yêu, coi như 14 tuổi là ông yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò, con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay, chia chân đồ không? Dạ dần chắc dần luôn. Nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, từ lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới, sinh nhật rồi á. Rồi em đi xiếc, em không có nhà, em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm, em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm không? Giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó. Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi, để em có đi học, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ông nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không,
Em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cậu mấy chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó nó bao nhiêu tuổi? 18, 19 rồi đúng không? 18, 19 rồi. Ờ. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á. Rồi em xin lại số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á. Đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa. À là do anh này. Anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bản thân của em rồi. Tự nhiên vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em ổn cảm luôn. Giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Trời dạ. Anh có cặp với bạn dạ của không em mà. Bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bản thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này anh còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng, thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chính em nó gập như vậy luôn nè, thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn, thì gọi mãi anh không bắt máy, rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, rồi chửi với xe nó chú cho con gửi xe ở đây. Thôi em đi sớm về nhà, em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy, em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó không nghe máy. Ổng mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ổng cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn dạ, tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình, rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên vậy? À, đúng rồi, vô tâm mà vô tình nữa đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ, đúng rồi. 19-20 rồi 19-20 đó, 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ, nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người rất là thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em cũng biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi, nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối, nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi, cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Và tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa. Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Thì hai đứa chụp giật xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó tục ngủng. Nhưng mà ai chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê mà đi uống cà phê lùm á. Cái đi về nắng mà em mệt. Anh em ơi giờ anh mệt quá. Mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Vô em ngủ thiệt. Em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Rồi bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến. Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh nói chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh bà để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm. Xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy 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 mà em không được làm như vậy vậy vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên. Cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn. Ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén. Dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm. Làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong. Vậy là quên luôn. Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích, là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kêu qua anh nhờ.
chị kêu qua anh nhờ hay là để nó qua đi anh nhờ, nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi cái quần ngủ của anh. Mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe nhưng mà... vậy đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Ở ngoài em suy nghĩ đơn giản thôi, mình bận nhà mà thôi thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vậy? Gì không? Anh nghe vậy? Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn? Ừ alo em nói đi đất. anh nghe nè em. Anh Hiếu nè em nói đi anh nghe. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không hay là em muốn anh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn anh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau tụi em vừa làm bạn với nhau. Là tụi em có thể ngồi với nhau ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn em thấy em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch, để vô vỗ cái kịch, để vô vỗ kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bả điện em, bả hỏi anh có về không, nói anh có về thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào ra xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Là em ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi ngồi rồi. Mà trời mưa lâm dâm, mình sáng dậy hỏi tỉnh bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tật nghe lời người ta suối nữa. Nghe lời người ta suối bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả suối lại em? Không có, không có suối. Làm luôn em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi tối em đang ngủ hả, tôi dép áo quớt một cái chát. Trời ơi em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô. Là giận lên đó phải không? Dạ không, không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó dạ, là hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự mở ra coi là có chén có tô không à. Kỳ vậy đó. Tức là 100 bộ là mỗi bộ còn chén đó, dạ, phải không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bả hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó. Hiện giờ hai em này là gì nè, tụi em quen nhau từ hồi nhỏ. Cho nên rằng là tụi em chưa từng bị những cái bài học vấp ngã để mà mình phải thay đổi cái bản tính mình từ thời con nít. Dạ. Đôi khi á là mình phải tự làm mới lại mình xíu, rồi lâu lâu em cũng phải vậy. Phải quyền bí thì có nghĩa là tụi em sẽ phải thay đổi những cái thói quen mà hồi nào giờ đối phương nắm tẩy hết trơn rồi. Tại vì đến một lúc nào đó tụi em sẽ cảm thấy là ủa sao cái cuộc sống của mình tại sao nó cứ boring, nó tẻ nhạt quá vậy, nó cứ như vậy 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 hoài vậy, hiểu không? Thì dạ, ở đó nếu mình giữ nhau mình phải tự làm mới nhau. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình vào. Dạ. Nghe. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nghe. Dạ. Rồi. Topan kiến tạo chuẩn mực. Ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á, là ảnh coi, có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô, mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì. Trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán.
Dạ, xin Hậu chào Quốc Thịnh, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Vũ Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có phải là chung sớm với nhau và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc sao. Rồi đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10. Năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm, trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Dư chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô hiền nhất luôn. Còn em thì sao, em ấn tượng gì về cô gái này? Cái ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thì mị, hiền rồi nữ tính nữa. Nhưng mà là đúng gu á. Đúng gu luôn, có trắng lúc ấy có trắng bóc giống vậy không? Dạ trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dạ. Dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì đâu. Thì em hôm đó em mới nghĩ ra một cách. Là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giáo quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Bài mưu tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sách. Rách sách. Không phải rách sách thì có cớ đi rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ghi ơi bạn thế này nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát đó, em không có dám viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Nhắn xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn rồi mới hỏi qua lại rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin rồi lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình sao kể nghe. Vậy mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi thẳng luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có 1 năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được 1 năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện. Trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện. Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó rồi bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó kế qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em tức em không? Sốc phải không? Em sốc. Dạ. Yeah. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không? Tức là em không có thấy nhưng mà một bạn trong lớp mét. Thấy mét lại dao. Rồi xong là em giận đùng đùng em giận đùng đùng có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào ra chia tay là luôn. Chia tay luôn. Dạ ra em nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen. Anh này rất khó gia trưởng mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt. Giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao lâu? Em là em không giải thích luôn. Hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Rồi gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào? Dạ thì em nghĩ cũng bình thường. Tại vì lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia. Còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có mà đang ở không? Dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay khoảng mấy tháng luôn. Rồi sau bữa đó làm sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có tự nhiên lại có số điện thoại của em lúc rồi chồng em mới nhắn tin qua lại rồi làm bạn lại. Lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Rồi nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á. Quán đó em thấy là rất là đắt, ảnh nói là rất là ngon. Rồi thì đưa vô ăn mà em á thì em ăn món chay không được. Là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn. Làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này anh không biết. Tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn. À vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là
sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Cha quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát, nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ, không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á, nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay, có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếc phim luôn, toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý đó Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Ờ, tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ, giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn? Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn làm sao? Mừng ăn làm sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bói gói. Đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được trời. Ôi sao đúng. Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi thương lượng, thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm dạ, chí. Dạ lúc đó em cũng không biết gì luôn. Chứ là em thì đi học rồi đó giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau hai ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ. Thấy vui không? Thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi. Dạ. Một khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau rồi mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. À mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? À, dạ được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi vậy. Rồi chúc mừng hai đứa. Dạ. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng không? Dạ, thiếu sao gì? Sao tật xấu anh ấy sao Tốt? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á. Là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ á thì ảnh mới vô. Mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi gì. Trong khi em không cần nghe tại vì em rất là ghét bộ phim. Mà đó là kể em không hết nửa tiếng rồi. Ông nào muốn kể, ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. Ờ, còn tật xấu gì nữa nè? À là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn này về ngủ. Mà nửa đêm thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á. Thường á đi vệ sinh thì ta kiếm toilet của ảnh, ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay câu điện á. Đi tè hả? Dạ. Có ai suối em không vậy? Trời. Dạ em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ lắm luôn. Em nói lý do. Em nói lý do. Dạ thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa nhưng mà cha trong cái suy nghĩ em á là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư em cần thay hay gì đó nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á giống như mình bị mộng du vậy đó. À hiểu rồi. Có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặn vô trong đầu á. Rồi, tới giờ nhớ. Còn chuyện này không? Dạ tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nhà em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa. Em vừa có thấy đi thôi là kêu em mời. Nhiều khi thấy đi cái hướng đó. Tại vì em rất là sợ. Chồng em là ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được. Là lúc nào em cũng phải canh đó chứ. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sợ không sáng vô ổ điện luôn. Dạ. Cảnh mà có tiền đó. Dời hết ổ điện lên cao đi. Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao với lại bây giờ em lắp được cái là chống giật á. Nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là thôi làm ơn thay hết giùm đi. Rồi còn gì nữa không nè? Lúc con em mà nó không ăn được khi không ngủ được là đỡ thừa cho em. Ừ tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa giờ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen ừ tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ cưng quá. Dạ em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lời ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có dạ đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi. Dạ. Tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em á thì hơi lười với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ, với hay giận.
tính nít lắm, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày có thể là giận 4-5 lần là chứ mình. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần giận vậy có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Ừ. Em kể thử làm gì mà giận. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Ví dụ hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. À. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bà là bà dạ giận. Về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn à, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn dạ kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về có là bao giận. Giờ đòi đi theo hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe qua là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe đợi. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn dạ. À? Ông đi dạ là tôi với con ngồi sẵn rồi. Không thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn dạ em ừ đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn với lại làm xiên hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm xiên hả? Làm xiên lên chút xíu nữa. Dạ tại cái ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Dạ. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng, bớt ghen đúng không? Thay đổi 180 dạ, độ đúng không? Dạ, dạ đúng. Ừ thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi, cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, hạnh phúc nha. Rồi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chào dạ em. Xin thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà đến từ các nhà tài trợ như sau. Phần quà dành tặng cho hai vợ chồng là mắm tôm Bắc Trí Hải 115g với thành phần 80% ruốc tươi và muối, pha thêm một ít gia vị như đường, chanh, ớt, bột ngọt, khuấy đều cho đến lúc nổi bọt, chấm với cà, pháo, muối chua, thịt heo luộc hoặc nêm trong bún riêu, canh bún, bún mọc, bún mang gà, ăn ngon hết sảy. Trời ơi! Mắm tôm Bắc Trí Hải ăn vào nhớ mãi. Phần quà thứ hai đó chính là một phần quà đến từ thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm, một tai cao cấp Duhan, tự hào đèn LED Việt. Phần quà thứ ba đó chính là một phần quà kỷ niệm của nhà tài trợ nhôm Topan, sản phẩm của tập đoàn Oslo, thương hiệu quốc gia. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức ý nghĩa, đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đâu lưng lại và nghe câu hỏi của tôi nha. Câu nói lãng mạn nhất mà chồng từng nói với vợ là câu gì? Mời hai vợ chồng Cẩm Tú. Chồng hay nói vợ đó là gì? Anh yêu em. Câu nói của Hiếu từng nói với vợ đó là gì? Không có, anh yêu em. Như vậy với kết quả vừa rồi thì cặp vợ chồng của Cẩm Tú sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Chọn đi, Hùng Đào. Dạ em chọn màu hồng. Màu hồng. Hai bạn này đỏ. Màu đỏ. Chị màu vàng nha. Màu vàng nha, tôi okay, màu xanh. Rồi Hùng lên. Đi lên Quốc Thượng và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. 1, 2, 3 khui. Tôi tự coi tôi rồi. Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. 1, 2, 3 mở. Wow, chúc mừng cặp vợ chồng đã nhận được một phần quà, đó chính là mắm tôm Bắc Trí Hải 115g. Chúc mừng cặp vợ chồng của Hiếu đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm, một tai cao cấp Duhan tự hào đèn LED Việt. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thượng trân trọng cảm ơn nhà tài trợ nhôm Topan, cửa nhôm đồng bộ kính nước chống ồn, sản phẩm của tập đoàn Oslo, thương hiệu quốc gia đã đồng hành cùng với chương trình. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thượng trân trọng cảm ơn nhãn hàng
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng Duhan đã đồng hành cùng với chương trình này. Duhan tự hào đèn LED Việt. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau và sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.